Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mấy anh em nha cả nhà. Hôm nay thì Tài cùng với mấy anh em tới gặp Huy để cập nhật và chia sẻ những thông tin mới, những thông tin đáng chú ý, những thông tin cực kỳ là quan trọng gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Trên màn hình cô chú anh chị và các bạn mình khá là quen thuộc anh bầu Sô Huy Lê cả nhà. Dạ, hôm nay đẹp trai với anh Huy, em chào anh nha. Trong Huy xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị đang xem clip này. Chúc mọi người có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, anh Huy ơi, em hồi nãy mới vừa tới quán anh, phải nói là em cũng thấy rất là vui luôn á. Quán anh hôm nay khá là đông khách luôn, hầu như là full bàn luôn rồi anh. Dạ đúng rồi, đông từ hồi sáng đến giờ cứ đều khách vậy hoài. Dạ. Thứ bảy chủ nhật nào cũng vậy. Hồi lúc nãy em gặp anh ở Dỗ Tổ, tại nhà chú nghệ sĩ Căn Tuấn. Anh có thể chia sẻ lại cho cô chú anh chị biết về cái cảm nhận của anh khi mà anh đi Dỗ Tổ trong những ngày hôm nay không anh? Thật sự là cái ngày Dỗ Tổ á, là y như là một cái ngày Tết của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Là ngày để tất cả các anh chị em nghệ sĩ có thể gặp nhau, giao lưu và ngồi trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ. Và còn mấy ngày kia thì anh em cứ mạnh người nào thì người đó cứ chạy show thôi. Dạ. Đó thì một năm thì được khoảng 3 ngày. Dạ. Là 11, 12, 13 là 3 ngày hội, nghĩa là ngày hội của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Dạ. Là gặp gỡ, giao lưu và nói chuyện, ăn uống rồi vui giỡn với nhau. Dạ. Mấy cái ngày này hôm nay á, thì thật sự là theo như anh đứng ở một cái góc độ là bầu show thì anh nghĩ là mấy anh chị em nghệ sĩ á, khi gặp nhau có những lời ca tiếng hát gửi đến cô chú anh chị khán giả. Dạ. Những anh chị mà khách mời tham dự ngày Dỗ Tổ á. Dạ. Thì anh cho rằng đó có phải là một cái gì nó sai không anh? Tại vì ở miền Bắc đang hứng chịu một cái cơn bão và cũng như là lũ lụt. Dạ. Thì cái điều đó mình có gọi là mình nên quan hỷ bỏ qua đúng không anh? Thực sự là Huy cũng chia sẻ là cũng rất mong là các cô chú anh chị và tất cả những người khán giả yêu thương hãy bỏ qua hoặc là quan hỷ cho anh chị em nghệ sĩ, tại một năm chỉ có 3 ngày thôi. Dạ. Là 3 ngày, gọi là 3 ngày hội của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Dạ. Thì bây giờ gặp nhau thì giao lưu, mình giờ mình cúng tổ gặp nhau rồi giao lưu và ăn uống với nhau rồi bắt đầu mới hát hò dâng lên tổ nghiệp. Dạ. Dâng lời ca tiếng hát của mình lên tổ nghiệp thì cũng rất mong là quý vị khán giả và quý bà con cũng thông cảm cùng em là hoan hỷ cho anh chị em nghệ sĩ của tụi em, tại vì một năm được có 3 ngày hội thôi. Dạ. Thì xong 3 ngày hội này là mạnh công việc là anh em người nào đã tự đi làm tiếp nữa. Dạ. Đó thì cũng rất mong là các cô chú anh chị nào hoan hỷ dùm bỏ qua cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ đã trong những ngày Dỗ Tổ có hát hò giao lưu gì đó thì mong mọi người quan hệ bảo vệ giùm. Dạ. Anh Huy ơi, thì trong cái ngày Dỗ Tổ á thì tất cả các anh chị em nghệ sĩ á, là còn mong được nhiều show. Dạ. Cô chú anh chị khán giả yêu thương ủng. Dạ. Hộ. Dạ, đúng rồi. Lời ca tiếng hát của mình. Còn đối với riêng anh là không phải là ca sĩ mà anh là bầu show thì anh nguyện cầu tổ nghiệp sẽ cho anh cái gì thôi. Mình đúng là mình thứ nhất là mình phải cầu sức khỏe. Dạ. Cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ luôn chứ không có đi ra mà tất cả mọi người luôn. Dạ. Là mình sẽ cầu là cho mình có sức khỏe trước, mình có sức khỏe đi thì mình mới đi làm được, mình mới tạo đồng tiền mà mình muốn sống cuộc sống của mình được. Dạ. Đó thì mới chỉ là ước là có sức khỏe đi mình show, thì mình có sức khỏe thì mình sẽ làm nhiều show hơn để phục vụ quý vị khán giả. Dạ. Đó thì quý vị chỉ cầu là mọi người là sức khỏe phải dồi dào. Dạ. Rồi công việc làm tập nhiều suôn sẻ và hát nhiều show cho tất cả anh chị em nghệ sĩ. Dạ. Anh Huy ơi, thì em cũng xin phép hỏi thêm anh một cái vấn đề nữa. Bữa nay là ngày 15 tháng 9 rồi. À, đúng rồi. Theo như tiến độ cái kế hoạch của anh Huy và cũng như là anh Sang á, là ngày 27 tháng 9 sắp tới đây tại sân khấu Ca Nhạc Trống Đồng thì mình sẽ có một cái show sẽ được diễn ra, đó là cái show thiện nguyện. Đúng. Thì anh cho em hỏi là cái show đó nó có diễn ra đúng tiến độ hay không, và chương trình có gì thay đổi, kế hoạch của mình có gì thay đổi hay không Huy ha? Chương trình là vẫn diễn ra đúng thời gian là 19:30 ngày 29 tháng 7 tại sân khấu Ca Nhạc Trống Đồng. Ban tổ chức chỉ có thay đổi một chút xíu nhỏ là lúc đầu là ban tổ chức là dùng cái tiền đó để đi mua quà, mua gạo, những vật phẩm thiết yếu để phục vụ cho những người bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mà bây giờ ban tổ chức đã thay đổi lại, có nghĩa là tất cả những số tiền trong đêm diễn đó thì là Huy và anh Sang sẽ chuyển ra hết cho những bà con ở miền Bắc đang gặp lũ lụt. Còn mà làm những phần quà cho những người khó khăn này Huy với anh Sang vẫn làm.
Có nghĩa là bây giờ mình có 10 thì mình làm 10, giờ mình có 2-3 mình làm 2-3 không sao hết. Còn toàn bộ kinh phí bán vé của đêm ngày 27 tháng 9 là Huy và anh Sa sẽ chuyển ra ngoài Bắc hết. Dạ. Là cái tiền đó để ủng hộ cho bà con đang bị lũ lụt ở ngoài miền Bắc. Dạ. Cái kế hoạch của mình là chuyển là như thế nào, là có nghĩa là cũng giống như những lần mà anh chia sẻ là mình sẽ tổng hợp lại số tiền bao nhiêu và mình chuyển cho đơn vị nào hay là như thế nào anh nhá? À, cái này thì Quy với anh Sang sẽ bàn lại như thế nào đó, thì Quy sẽ có thông báo cho tất cả quý vị khán giả và tất cả mọi người biết cụ thể hơn. Tại vì hiện giờ là mình Quy với anh Sang là mới thay đổi kế hoạch này thôi. Yeah. Hiện giờ là ở ngoài miền Bắc cũng đang rất là cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Yeah. Nên Huy với anh Sang đã quyết định là toàn bộ kinh phí mình thu được trong đêm diễn ngày 27 tháng 9 là mình, là Huy với anh Sang sẽ chuyển ra hết cho bà con ở ngoài miền Bắc đang gặp lũ lụt. Dạ thì anh Huy ơi, cái vấn đề mà cái kế hoạch này á, anh và anh Sang đã gọi là lên kế hoạch thay đổi là bao lâu rồi anh? À mới được khoảng 2 ngày nay thôi là Huy với anh Sang gặp bàn lại. Nó bây giờ cái vấn đề mà mình về mà mình làm cái thiện nguyện á, thì là mình sẽ vẫn làm chứ không phải mình không làm, nhưng mà hiện giờ là các bà con ở ngoài miền Bắc đang rất cần những sự hỗ trợ của bà con trong Nam của mình. Nên Huy với Sang quyết định là toàn bộ kinh phí thu được trong đêm diễn sẽ chuyển qua ngoài Bắc hết để hỗ trợ cho bà con ngoài Bắc đang gặp lũ lụt. Hồi lúc nãy anh có nói là ở bà con ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì vẫn có những phần quà. Đúng rồi. Vậy thì phần quà đó kinh phí và cũng như là chi phí kinh phí đó là tụ của Huy với anh Sang tự bỏ ra. À, một kinh phí khác. Đúng rồi, cái đó mình tự bỏ ra, mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu chứ mình không có bắt buộc là gom hết số tiền giống như một bữa mình đã thông báo. Nhưng mà cái ngày ấn định là ngày nào mình cũng có kế hoạch chưa anh ha? Có nghĩa là mình lúc nào mình đi cũng được. Dạ. Thì mình hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, lúc nào mình đi cũng được. Yeah. Còn mà ở ngoài Bắc hay là bắt buộc là ngày 27 xong là tổng kết luôn, Huy thông báo số tiền mình thu được bao nhiêu. Yeah. Rồi đầu Huy với Sang sẽ có một cái cách để chuyển ngoài Bắc hay đó, hay là chuyển như thế nào đó thì Huy sẽ thông báo cho mọi người biết. Yeah. Hiện giờ là anh em mới thay đổi kế hoạch thôi. Yeah. Là số tiền mình gom trong chương trình là để ủng hộ cho bà con mình bắt ăn gặp thiên tai. Yeah. Như vậy là anh Huy và anh Sang thấy là tình hình của ngoài miền Bắc là đang rất là cần hơn so với lại bà con ở miền Nam. Dạ, đúng thì rồi. Anh quyết định là cái chương trình nó sẽ chuyển tất cả cái số tiền đó ra bên ngoài miền Bắc. Đúng rồi. Dạ. Có thể là mua nhu yếu phẩm, có thể là chuyển tiền cho một đơn vị mặt trận hay là như thế nào đó thì cơ bản cũng chưa biết. Đúng rồi. Anh sẽ chia sẻ sau đúng không ạ? Đúng rồi. Thì xong ngày 27 thì là Huy sẽ thông báo là bao nhiêu tiền doanh thu. Rồi xong rồi Huy sẽ báo cho mọi người biết là chuyển như thế nào. Huy sẽ có một cái phong văn nhân bản hơn mọi người. Dạ. Thì chắc có lẽ là anh đã bắt đầu bán vé từ khi sau cái show ngày 9 tháng 9 của chị Hồng Loan chi ăn khán giả. Dạ đúng rồi. Là sau cái show đó là bắt đầu bán rồi. Hôm nay tới ngày hôm nay thì vé đã như thế nào rồi anh? Thì vé thực sự là đặt cũng rất là nhiều. Dạ. Tại mấy nay có thể là mình lo mình nói về cái những cái show kia nhiều quá mình không biết show này. Dạ. Nên là khán giả nhiều khi lâu quá họ nghĩ là tới ngày không đồng hành mua vé. Dạ. Thì bây giờ Huy cũng sẵn một cái clip này, Huy cũng nói là vé hiện giờ là Huy vẫn đang nhận. Dạ. Và đang nhận đặt vé của mọi người. Thì mọi người mà ở xa mà không có thể nào mà đến cái chương trình được á, thì bằng cách là chia sẻ ra cái clip này ra để cho tất cả mọi người, bà con, bạn bè, những người thân của mình biết về chương trình thiện nguyện ngày 27 tháng 9 này. Yeah. Tổng số tiền Huy thu được bao nhiêu, không tính kinh phí mình đầu tư vô nha. Yeah. Mình thu được dùng 1 vé, hay 10 vé, hay 100 vé, 1000 vé, hay bao nhiêu đó thì Huy sẽ công bố trong kết thúc đêm diễn. Yeah. Là tổng doanh thu của show này mình được bao nhiêu tiền và số tiền mình sẽ như thế nào, mình chuyển ra ngoài Bắc như thế nào thì Huy sẽ thông báo cho mọi người. Như vậy thì cái chương trình của mình thay đổi nhưng mà chưa biết là bên sở văn hóa truyền thông gì đó là có cho mình diễn hay không thì anh cũng chưa biết hay sao. À không, chương trình mình thì nếu mà ngày mai mình sẽ lên sở. Dạ. Mình gặp các cô chú anh chị trên đó thì mình sẽ trình bày cái chương trình mình làm thiện nguyện. Dạ. Thì chắc Huy nghĩ là không sao. Dạ. Chứ mình đừng có làm những chương trình đại nhạc hội rồi cũng như là kinh doanh rồi. Dạ. Thì mình hạn chế thôi. Chứ sở không bắt là không có phép. Dạ. Hạn chế lại. Dạ. Dạ. Có nghĩa là thiện nguyện thì sở vẫn hỗ trợ để mình làm được một cái đêm nhạc đó để có một kinh phí
để mình hỗ trợ cho bà con mình. Lần trước anh Huy có chia sẻ đó, anh Huy Ánh Dương Sang có chia sẻ là cái chương trình của mình đó là 100% là kinh phí của anh Sang. Đúng rồi. Và cũng như là tất cả các tiền mà mình thu lại từ vé là sẽ hỗ trợ cho bà con. Dạ đúng. Không nhận, không kêu gọi quyên góp. Đúng rồi. Thì lần này thì như thế nào anh? Không, anh cũng không kêu gọi quyên góp gì hết. Vẫn vậy luôn ha. Dạ, tại vì vấn đề bây giờ là nhạy cảm lắm. Dạ. Nên anh sẽ không hỗ trợ quyên góp. Mà còn nếu mà ai muốn quyên góp thì cứ đóng góp vô cái quỹ của thành phố mình á, chặn ha, chặn đúng không? Thì mình có chuyển vào đó. Còn mua vé của Huy thì cố gắng là chuyển đúng số tiền vé rồi Huy. Dạ. Nha, được cái chuyển dư, tại chuyển dư Huy không có nhớ. Dạ. Ví dụ có 99.000 chuyển 99.000 rồi Huy. Dạ. Đó thì đó là cái chương trình của anh Huy cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình. Dạ. Thì nó không có gì thay đổi cả cô chú anh chị. Chỉ là thay đổi là cái số tiền chuyển toàn bộ cho bà con ở miền Bắc. Đúng rồi. Vì miền Bắc thân yêu. Đó. Còn hôm trước thì cái kế hoạch của chúng ta là mua nhu yếu phẩm tặng bà con ở miền Nam, những người khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn. Đúng. Nhưng mà hôm nay thì là chuyển ra miền Bắc. Dạ. Do miền Bắc cần hơn ở miền Nam. Đúng. Nên anh Huy đã làm như vậy. Còn cái show mà của anh Huy nói là chúng ta đang phân vân á, là có bị hủy show hay không, thì anh Huy đang xin giấy phép, xin đăng xin sở và hỏi lại. Sáng mai thì Huy sẽ lên sở và xem Huy sẽ có câu trả lời cho mọi người luôn. Mà chắc Huy nghĩ là không sao đâu. Dạ. Dạ, vẫn bình thường á. Dạ. Thì trong cái chương trình đó thì vẫn ca sĩ và nghệ sĩ vẫn y chang vậy. Có thay đổi không anh? Không thay đổi gì hết. Không thay đổi gì hết. Cũng là danh sách mình quảng cáo hay sao thì tất cả các cô chú anh chị đều tham gia trong show đây. Dạ. Hôm trước em nghe anh Huy chia sẻ là có thể là tháng 9, tháng 10 đó tại quán mình là có anh Quốc Đại, chị Hồng Loan đó. Đúng rồi. Thì có do bão hay là như thế nào ảnh hưởng gì nữa không anh? À bây giờ chưa, bây giờ Huy hiện giờ đứng chưa liên lạc với anh Đại. Anh Đại đang đi diễn show bên châu Âu. Dạ. Thì để anh Đại về xong rồi Huy sẽ nói chuyện với anh Đại, hoặc là anh em sẽ liên lạc với nhau như thế nào thì Huy sẽ thông báo luôn với mọi người. Thì ví dụ mà trường hợp như mà tình hình mà bão chưa ổn định đó thì chắc Huy cũng phải về lại thôi, chúng ta bắt buộc thôi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Huy đã chia sẻ những thông tin thật sự rất là hay và cũng như là rất là quý luôn, để cho cô chú anh chị mình có thể cập nhật được cái show ngày 27 tháng 9. Yeah. Những cái vé cô chú anh chị mua là những cái vé thiện nguyện, chúng ta cùng nhau chung tay vì miền Bắc thân yêu. Cảm ơn anh Huy đã chia sẻ. Hai cuối clip thì Huy cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả lúc nào cũng yêu thương đồng hành, và không biết nói gì hơn thì chúc tất cả mọi người lúc nào có sức khỏe, rồi cuộc sống cũng vui vẻ, công việc thì làm ăn thì nhiều, làm thì gặp được nhiều may mắn thôi. Nếu mà đã thương tụi Huy thì nhớ ngày 27 tháng 9 mỗi người chỉ cần ủng hộ một vé đến với sân khấu Cái Này Cộng Đồng để ủng hộ chương trình, tại tiền toàn bộ là Huy sẽ chuyển qua cho bà con một đất hết. Dạ. Như tiền là cũng là quý vị làm từ thiện thôi, chứ không phải là Huy làm, Huy chỉ đứng ở giữa thôi, Huy tổ chức. Dạ. Huy sẽ ngồi trung gian chỉ số tiền để ngồi đất cho bà con mình đang gặp lũ ngoài miền Bắc. Trước khi kết thúc video này, anh Huy có thể đọc lại số điện thoại cho cô chú anh chị mình biết được không ạ? Số điện thoại để hotline đặt vé là 0906336637. Dạ. Rồi. Số đó hoặc là đặt của anh Huy Sang cũng được. Dạ. Nghe đặt cho Minh Huy cũng được, không sao hết. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Huy ạ. Dạ. Dạ anh chào.